dòng suối trôi vào quán vắng hư vô, vết thương trong hồn đã như khô. Người ơi mấy ai ngờ ra đi rồi là hết, ra đi là vội chôn tất cả, chôn vùi đôi hình bóng nhân tình sớm. Chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Thành Tâm Audio. Trong ngày hôm nay thì em sẽ gửi tới các bác một bộ 3 sản phẩm DAC đến từ thương hiệu Onkyo mà em đang có hàng tại cửa hàng. Đây là dòng máy Onkyo DAC 1000, một trong những cái dòng máy duy nhất của Onkyo được sản xuất ra trên danh nghĩa là một con DAC chuyên nghiệp với các ngõ vào digital in, đồng trục, quang học và máy tính. Sau này thì Onkyo không còn sản xuất ra những cái model như thế này nữa và họ tập trung vào sản xuất những cái model DAC nhưng mà là dòng Network Audio Player. DAC 1000 là một trong những dòng máy được Thanh Tâm Audio đưa về Việt Nam thông qua con đường sách tay từ Nhật khoảng năm 2018. Thời điểm đó thì ở thị trường Việt Nam tất cả các bác đang chơi DAC cũng như là cái trào lưu chơi DAC giải mã tín hiệu số cũng chưa thực sự là phát triển lắm. Chủ yếu là mọi người đang thịnh hành cái dòng đầu MD giải mã, không cần đĩa mồi. Và sau khi những cái phiên bản DAC 1000 cũng như những cái phiên bản sau này như là Pioneer N50 hoặc là Mazang 7004 về hàng thì gần như đã định nghĩa cũng như định hình lại cái phong cách chơi nhạc số ở cái thời thế kỷ mới. Vì cái đầu MD nó sẽ không còn cái những cái tính năng cũng như những cái đáp ứng được những nhu cầu của khách hàng. Đầu MD thì chỉ dừng lại cho các bác ở cái khả năng giải mã hai cái đường tín hiệu đầu vào để tận dụng, đó là đầu vào quang học và đầu vào đồng trục. Còn về những cái file số ở trên máy tính, những cái bản nhạc số mà các bác đã nén xuống từ đĩa CD thì bắt buộc phải chơi qua những cái đường USB. Vì thế cho nên là những cái đầu giải mã chuyên nghiệp đã gần như đáp ứng được cái nhu cầu đó của khách hàng. Đấy là em nói cái tình hình chung ở thị trường Việt Nam khoảng 2018 thì cũng chưa có nhiều người. Tất nhiên là cũng có nhiều bác chơi nhạc số từ rất là lâu rồi, rất nhiều những thiết bị được đưa về. Nhưng mà để phổ biến nhất trên thị trường thì khoảng năm 2018 bắt đầu trào lưu chơi với nó mạnh. Và đến thời điểm hiện tại thì như các bác biết có đó là cái nguồn số mà chúng ta gần gũi nhất mà rất nhiều bác quan tâm cũng như khai thác nhất, đó là nguồn từ Smart TV. Và bây giờ thì gần như tất cả các hệ thống cũng như các không gian phòng khách cũng như phòng nghe nhạc các bác thì đều có Smart TV hết rồi. Vì thế cho nên cái nguồn số từ đầu giải mã, cái khả năng giải mã nguồn số của đầu giải mã nó rất là quan trọng. Đó là chia sẻ một chút với các bác khi mà DAC 1000 về hàng. Và đến thời điểm hiện tại này đây vẫn là một con máy mà được Thanh Tâm Audio ví như là một cái thiết bị mà ăn chắc mặc bền nhất. Tại vì sao lại dùng từ ăn chắc mặc bền? Tại vì cái số lượng máy DAC 1000 em bán ra từ 2018 đến bây giờ nó phải trên dưới
hơn 120 máy rồi. Tuy nhiên chưa có một máy nào hỏng các bác nhá, chưa có một khách hàng nào phàn nàn về cái chất lượng giải mã cũng như là con máy này anh dùng một thời gian bị lỗi, con máy này anh dùng một thời gian bị hỏng, chưa có một con máy nào luôn. Có nghĩa là nó rất là bền bỉ các bác nhá. Cái điểm hay của DAC 1000 nữa đó là nó sẽ hỗ trợ cho các bác xuất âm ra hai bộ âm thanh. Đó, ở đây thì em cũng đã nhấn mạnh rất nhiều trong những video trước, đó là các bác đang sử dụng một hệ thống nghe và một hệ thống hát, muốn tận dụng một con đầu giải mã cho cả hai kênh thì các bác mua DAC 1000 giúp em. Rất nhiều cổng kết nối giải mã. Ngày hôm nay thì bên em về hàng 3 máy các bác nhá. 3 máy về hàng đẹp xuất sắc, mức giá là siêu off rất là tốt là 8.500.000 một máy. Cả 3 máy đều có catalog hướng dẫn sử dụng cũng như là dây nguồn zin. Đây. Đây là catalog. Các bác nhìn này, một con máy đẹp này, mặt lưng này. Rất là đẹp các bác nhá, đẹp xuất sắc luôn ạ. Mặt trước nữa, các bác nhìn này. Cực đẹp luôn, phay nhôm dày 3 ly, con nào cũng như thế, con nào cũng xuất sắc hết, không có con nào xấu cả. Tại vì là cái nguồn hàng Thanh Tâm Audio tuyển chọn rất là kỹ. Em sẽ quay các bác một chút về cổng mặt sau của máy này. DAC 1000 thì chắc nó chỉ có cái nhược điểm duy nhất, đó là cái kích thước nó nhỏ thôi. Nó chỉ rộng đâu đó khoảng 20cm và sâu là 25. Chiều cao của nó sẽ đâu đó vào khoảng 9cm. Các bác có thể nhìn thấy đó là nó sẽ có rất nhiều hỗ trợ những cái đường và toàn những cái jack cao cấp hết các bác nhé. Made in Malaysia, DAC 1000 thì lắp đặt 100% tại Malaysia, xuất Nhật, nguồn điện sẽ là 100V các bác nhé. Đây là đường cắm nguồn và các bác quan tâm giúp em cái phần analog output này. Đó, nó sẽ vạch luôn cái đường kỳ trắng analog output. Thì các bác có thể nhìn thấy đó là ở đây nó sẽ có hai cái hệ thống out tiếng, đó là Balance và RCA. Các bác nhìn chưa? Thì có nghĩa là hai cái bộ này, hai cái cổng kết nối này, các bác có thể xuất ra hai bộ âm thanh khác nhau. Và hay của nó đó là nó xuất âm song song nhau. Có nghĩa là không giống những cái sản phẩm của TIC là các bác phải chỉ được lựa chọn một trong hai bộ hát thôi. Nhưng mà thằng này thì lúc nào nó cũng xuất âm được trong hai kênh này. Và đây chúng ta sẽ có ký hiệu của cái chân Balance, đó là cái đường số 1 là đường GND này, đường số 3 dưới đây là đường cool, còn đường số 2 là đường hot. Cái này thì thuật ngữ về âm thanh, các bác nào chơi sâu hẳn về những cái đường như này thì sẽ cần nắm bắt, chứ còn chúng ta người dùng bình thường thì không cần quan tâm tới cái hiệu này. Rồi, đó là phần analog output. Còn về phần digital in thì các bác có thể nhìn thấy đó là chúng ta sẽ có hai cái đường vào quang học, optical 1 và optical 2, các bác nhìn chưa? Hai cái đường này thì sẽ giúp các bác giải mã tín hiệu từ smart TV hoặc những đầu phát HD Blu-ray hoặc đầu Android box. Có một đường optical out, cái này thì rất là ít dùng các bác nhé. Hai đường đồng trùng in, coaxial. Đường này thì các bác lấy tín hiệu từ những hệ thống NAS, những music server hoặc là những con media dạng như là con này này. Các bác nhìn, dạng như cốc tai X50D này, nó sẽ chứa nhạc và xuất âm cho các bác vào đồng trục ở đây. Rồi, ngoài ra thì cái cổng này sẽ rất là hữu ích nếu bác nào muốn nâng cấp cho nó cái khả năng thu Bluetooth. Đó. Và đây chúng ta sẽ có thêm một cổng chuyên nghiệp nữa là cổng AES EBU của cái chân Balance. Cổng này thì sẽ dành cho những cái hệ thống mà nó nguồn phát nó xuất cổng này thì các bác mới sử dụng được. Còn bình thường thì chúng ta cũng ít dùng cái cổng này lắm. Chủ yếu các bác sẽ dùng từ quang học đồng trục hoặc là một cái cổng cuối, đây là cổng máy tính. Cổng này thì chơi từ máy tính sang các bác nhé. Và cái khả năng giải mã của DAC 1000 là 32 bit trên cái tần số 192 kHz các bác nhé. Rất là tuyệt vời. Mức giá 8.500.000 thì con này là vô địch về cái độ bền bỉ cũng như là cái cổng kết nối ra và vào. Tất nhiên là DAC 1000 sẽ không có những kết nối mới như là USB đọc trực tiếp hoặc là kết nối Bluetooth hoặc là kết nối mạng. Tất cả những cái này thì các bác phải mua thêm thiết bị gắn ngoài các bác nhé. Ví dụ như các bác muốn chơi ổ cứng USB trên DAC 1000 này, các bác có thể gắn vào TV và cho TV đọc. DAC 1000 sẽ giải mã tín hiệu đó từ đường quang học. Còn các bác muốn Bluetooth thì phải mua thêm bộ thu. Còn các bác muốn những cái tính năng về network thì các bác phải mua thêm những cái đầu như là cốc tai hoặc là những cái đầu như là Primera NP5 ấy, mà em đã giới thiệu trên kênh. Cái đấy thì phải đầu tư thêm. Còn cái nhu cầu cơ bản của các bác là chơi từ Smart TV này, máy tính này hoặc là đồ trục ấy, thì con này đã quá đáp ứng đồ đầy đủ rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
3 máy DAC 1000 đang có mức giá là 8.500.000 một bộ. Bạn nào quan tâm tới một trong ba đầu máy này có thể liên hệ tới một trong hai đầu số Hoa Đăng của Thành Tâm.